Phương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả đang đến với chương trình trò chuyện cùng Tử Vi Gia Lê Đức. Dạ, Phương Giang xin chào anh Đức. Dạ, xin chào cô Phương Giang. Dạ, thưa quý vị, có lẽ là hơn một tuần qua thì quý vị có rất là nhiều quý vị đang trông chờ chương trình trò chuyện cùng Tử Vi Gia Lê Đức. Và Hương Giang cũng xin gửi lời xin lỗi đến quý vị, bởi vì tuần vừa qua thì Tử Vi Gia Lê Đức bị bệnh, phải không anh? Dạ, thời tiết quanh vùng San Francisco thì đang nóng thì chuyển xuống êm dịu hơn. Do đó rất là nhiều người đã bị bệnh trong tuần qua, và cho dù Tử Vi Gia đi chăng nữa cũng không có tránh khỏi bệnh. Và thưa quý vị, điều đó cũng có thấy là chương trình hiện nay đang được nhận được sự quan tâm của rất là nhiều quý vị khán thính giả, và chúng tôi rất là cảm ơn, và chúng tôi cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Và thưa quý vị, chương trình thì có hạn, thời lượng cũng có hạn, và sức khỏe của Tử Vi Gia Lê Đức cũng có hạn. Cho đó thì quý vị, một lần nữa Hương Giang cũng xin nhắn gửi là quý vị chịu khó kiên nhẫn một chút xíu nha quý vị. Xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn. Và trước khi đi vào chương trình thì Hương Giang cũng như mọi lần Hương Giang nhắc là khi quý vị gửi câu hỏi về thì quý vị nhớ ghi rõ ngày tháng năm sinh, ngày giờ sinh, và liên quan đến các lá số của quý vị, liên quan đến cái tử vi mà quý vị muốn hỏi, muốn biết, thì quý vị xin nêu rõ là những cái tinh đậu nào an tại vị trí mà quý vị không có hiểu rõ. Bởi vì nếu mà không có rõ thông tin thì Tử Vi Gia Lê Đức không thể nào trả lời được. Và thêm một điều mà Hương Giang vẫn nhắc đi nhắc lại là, thưa quý vị, Tử Vi Gia Lê Đức và chương trình của chúng tôi chủ trương là không có lấy một lá số, không có giải một lá số tử vi trọn đời cho bất cứ ai. Chúng tôi chỉ giải đáp những cái câu thắc mắc mà thôi. Và cái chương trình này là cái chương trình mà chủ yếu là bàn luận, phải không? Dạ, phải không Tử Vi Gia Lê Đức. Và thêm một điểm cần nhắc nhở nữa là khi mà quý vị gửi về thì các thông tin về múi giờ cũng phải chính xác. Riêng về múi giờ thì theo Hương Giang được biết là cũng có nhiều người gửi về mà cái múi giờ nó không rõ ràng. Trong trường hợp này thì múi giờ nào, như thế nào cần phải rõ ràng ha anh? Dạ, tôi Lê Đức một lần nữa xin tán gọi cùng quý vị khán thính giả của chương trình Kale Today. Dạ, để trả lời cô Hương Giang thì có một số người gần đây thì hay gửi cái lá số. Họ cứ cho là xanh cái khoảng giờ gà gáy hay là gờ gà lên chuồng, hoặc là cho đúng giờ, ví dụ như là 1 giờ, 3 giờ. Và họ nói là họ không xác định được là trước hay sau, rồi họ không biết là giờ Thân hay giờ Dậu, giờ Tị hay giờ Ngọ. Thì với trường hợp này, nếu mà quý vị mà cho như vậy, quý vị không xác định được thì làm sao tôi xác định được để mà trả lời. Mà hơn nữa, quý vị này hỏi qua chương trình thì chúng tôi lại không có thời giờ để mà lấy hai lá số mà ngồi bàn. Vì trường hợp này chúng tôi phải mặt đối mặt, ngồi nói chuyện, rồi mình sẽ đặt những câu hỏi cho người đối tượng trả lời những chi tiết nào mà tôi cần biết, thì may ra tìm được lá số đúng. Chứ còn quý vị cứ nói khoảng đó thì tôi cũng không biết gì hết, thì tôi xin lỗi, tôi sẽ từ chối những cái lá số đó. Kiểu này thì chắc là các hãng hàng không họ phải tăng giá vé, tại vì lượng khách mà bay về sau dê để được Tử Vi Gia Lê Đức xem chắc là tăng. Dạ thưa quý vị, đó là một lời nhắc nhở khi mà quý vị gửi thông tin về một lần nữa, thì Hương Giang cũng nhắc lại là quý vị gửi thông tin cho rõ, và hơn nữa là chúng tôi chủ trương là không thể nào mà giải một cái lá số tử vi trọn đời cho bất cứ ai. Và thưa Tử Vi Gia Lê Đức, có lẽ là chúng ta tiếp tục cái câu chuyện lần trước ha anh. Yeah. Lần trước thì mình nói về âm dương. Yeah. Và trong trường hợp nếu không được đặt cách thì có gì hóa giải không? Tuần hay triệt, hóa khoa, tam minh hay thiên tài? Dạ, thế để tiếp tục cái câu hỏi tuần rồi mà có liên quan đến bộ âm dương. Thì bộ âm dương đắc cách thì tôi đã giải thích lần trước rồi. Còn bây giờ mình nói bộ âm dương lạc hãm. Thì lạc hãm nó phải cần có gì? Thì âm dương đó, thái âm thái dương đó, thì phải cần có bộ tam minh. Tam minh là có đào hoa, hồng loan và thiên hỷ. Quý vị phải nhớ là thiên hỷ chứ không phải hỷ thần đâu. Đó, tam minh thì cái bộ sao đó nó sẽ giúp tạo cho cái âm dương đó nó sáng trở lại và nó rực rỡ ra. Thì cái đó là quý vị phải kiếm cho bộ tam minh. Trong trường hợp mà bộ tam minh không có thì quý vị phải kiếm, phải có tuần hay triệt để nó đảo nghịch cái thế của bộ âm dương lên từ hãm sang
từ hãm sang đắc địa hoặc là tốt hơn. Còn nếu mà đối đế mà không còn nữa thì phải có con thiên tài. Thiên tài tại vì nó sẽ đó, giúp cho những con sao thiên tài, chủ trương của nó là phù suy không phù thịnh. Cho nên những con sao đó là hãm thì gặp nó thì đỡ hơn. Đó là cái câu trả lời. Cảm ơn Tử Vi Gia Lê Đức. Và thưa quý vị, có lẽ là trong cái chương trình ngày hôm nay thì tại vì mình đã lỡ một tuần rồi, rất là nhiều quý vị khán thính giả trông chờ, cho nên là Hương Giang sẽ dành toàn bộ cái thời lượng còn lại để Tử Vi Gia Lê Đức giải đáp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc mà quý vị vẫn gửi về. Nhưng mà Hương Giang xin phép Tử Vi Gia Lê Đức chắc là 2 hoặc 3 phút cuối cùng Hương Giang sẽ quay trở lại với cái câu hỏi về tử vi của hai ứng cử viên đang rất là căng thẳng, đang đấu nhau rất là căng thẳng trên chính trường của Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Và chắc chắn là sẽ thú vị, và Hương Giang chỉ xin Tử Vi Gia Lê Đức khoảng 2 đến 3 phút cuối mà thôi. Còn bây giờ Hương Giang xin mời Tử Vi Gia Lê Đức giải đáp những cái câu hỏi cho quý vị khán thính giả. Dạ, bây giờ thì tôi tiếp tục trả lời những câu hỏi mà quý vị mong đợi. Tại vì tôi nói trước, mỗi tuần tôi chỉ giải thích được 15 người thôi. Bởi vì mỗi một lá số tôi phải lấy đi, lấy lại suy nghĩ chín chắn tôi mới dám trả lời. Thật ra mất thì giờ lắm. Nhưng quý vị đừng có hỏi tại sao mà chúng tôi trả lời quá chậm chạp. Đầu tiên thì tôi xin đính chính là cái lá số, cái lời kỳ trước có một người tên là anh Phạm đó, với đang ở Úc đó, với một câu hỏi mà tình duyên đầy nước mắt đó. Thì kỳ trước tôi có nói cười ra tuổi Mậu Thìn mạng Thổ, thì tôi xin xác định lại, cải tránh lại, cái đó là mạng Mộc. Còn những chi tiết tôi giải thích thì đã nói rồi, không có gì sai hết. Cái đó tôi một lần nữa xin cáo lỗi cùng vị thính giả anh Phạm. Bây giờ tôi đi vào câu số 1 ngày hôm nay để trả lời cho người. Cái người đầu tiên là cái người mà Nguyễn Duy Linh, là người nữ sinh 8:30 sáng năm 84 tại Việt Nam. Người này thì cũng biết nhiều về tử vi, nhưng vì quá tự tin ở chính mình và chủ quan nên không để ý cái cung vô chính diệu đó. Bởi vì cái người này mạng kim, đáng lẽ bại tinh bạch thổ đắc địa, mang hành kim rất thuận lợi cho kim mạng, nhưng lại bị triệt, thành ra coi như hỏng. Nếu không có triệt thì cái người này, thì cái con bạch hổ thì có thể nói là giúp cho người này. Cho nên đó, trong email người đã nêu là tại sao lại có sao đó mà không thành công. Tại vì bạch hổ là của mình mà giờ lại bị triệt thì còn làm được cái gì. Rồi tiểu hạn năm nay đó, để rơi vào cung thiên di, để có bộ sao thiên mã, lưu thiên mã đồng cung. Nhưng mã ở đây á, đây là mã đạo, là mã hành mộc, mà lại cặp sao cô thần tang môn thì làm sao mà mã bay nhảy được, dù người này có được ai giúp đỡ đi nữa cũng khó lòng mà thành công, mà không bị tai nạn là tốt lắm rồi. Bởi vì người này đã nêu ra tại sao họ có phi bạch thổ phi liêm mà tiểu hạn để gặp lưu thiên mã với mã đó, tại sao họ không xuất ngoại hay là họ di chuyển đi được. Nhưng mà họ phải chi tiết một chút, như tôi đã nói thì người sẽ hiểu. Đại hạn 34 và 44 đó thì sẽ có nhiều cơ hội bất ngờ mà mình không định trước được. Nhưng mà có cơ hội, nhưng mà lúc đó thì lại về tài chính thì lại không thuận lợi, cho nên cũng khó mà thành công theo ý muốn. Tại vì đó là đại hạn thiên không. Nhưng nếu mà quý vị để cứ bỏ lửng đi, quên nó đi thì tự nhiên nó đến. Còn nếu mình cứ cố gắng mà phải đào làm cho bằng được thì lại thành ra thiên không. Đó là câu trả lời. Cái người thứ hai là Phi Trương, là người nam, sinh năm 90, lúc 12:40. Người này tuổi Canh Ngọ, thổ mạng Thổ giờ Ngọ cung mệnh, và mệnh và thân đồng cung tại cung Dần. Có thiên cơ thái âm bạch thổ phi liêm hóa kỵ thiên trù và một số sao khác. Câu hỏi người ta đặt ra là theo sách vở ghi là có nhiều người ghen ghét đố kỵ, thì theo những cái sự mà kinh nghiệm thì đây là con người này bị quá thẳng tính, nhanh nhẹn và lời nói hay đi đôi với việc làm, không tranh giành và cũng không muốn làm ai bị thiệt thòi.
nhưng vì quá hăng say làm việc, dù bất kể thời gian hay không gian nào cũng muốn làm cho xong việc, cho nên vì bị vậy mà số người họ thua thiệt, thua kém mình, họ đâm ra họ ghen tét, họ đố kỵ, chứ không phải là cái tính mình tạo ra cái đó, mà vì cái mình quá thiện chí mà những người kia họ không sánh bằng mình nên họ đâm họ ghét mình. Không có gì hết, mình cứ thẳng đường mình đi thôi. Cung tài có thiên đồng ở tại cung Tuất, rất đắc địa cho người có hàng can là tuổi Canh, mà khổ nỗi lại nhưng lại bị tuần, nên cái tài chính nó chỉ ở mức trung bình, đôi khi cũng có một vài thiếu thốn, nhưng cũng may là cung mệnh nó có bốn chữ thiên trong đó, đặc biệt là thiên trù, là rất tốt cho người tuổi Canh. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, người này nếu so với anh chị em ở trong gia đình thì người này lúc nào cũng có phần may mắn hơn. Người số 3 là Đinh Xuân Trương, sinh 14 tháng 10 năm 87 tại Ninh Bình. Người này tuổi Đinh Mão, mạng hỏa, giờ Tý, và cũng an thân lại tại cung Dậu luôn. Có thái âm hóa lộc, lưu liên vân tinh, đại hao, tuế phá tiên hư và một số tinh đầu khác. Con người này diễn tả là rất hiền lành, nhưng mà lại bất mãn với cuộc sống, có tư tưởng, từ tư tưởng đến hành động, không bao giờ thỏa mãn. Cho đến dù thế nào nữa, vẫn có sự mà bất mãn đến cuối cuộc đời. Người này thông minh, sáng dạ, có tính phóng khoáng, lãng mạn, văn nghệ. Cung mệnh người này lúc thiếu thời gặp nhiều cái chuyện không may, sức khỏe không được dồi dào. Bởi lẽ là cung Dậu là cung kim, sinh thái âm, rồi lại thái âm đó là thủy, lại khắc ngược lại cái mạng nạp âm là hỏa. Nếu lúc nhỏ có người khác nuôi hay làm con nuôi người khác thì tốt. Hãy để ý đến bộ tiêu hóa không được lành mạnh, thích sống xa nhà, thích trưng diện, thích đam mê một cái vui nào đó, nhưng mà cái vui đó không được tốt lắm, tiêu tiền không biết tiếc, nên vật chất khó mà đầy đủ. Đại vận hiện tại từ 25 đến 34 thì đại vận tốt, nhưng vì cung mệnh như đã nêu ở phần trên nên cái vận này tốt cũng chỉ phần tương đối, tạm đầy đủ và có ít nhiều thỏa mãn. Trong tam hợp mệnh tài quan của người này có hóa lộc, thiên trù, lưu liên vân tinh, nên cuộc sống vật chất được dư giả, tương đối tạm đầy đủ. Nhưng về công danh thì nên theo về những cái môn như kiến trúc, văn học, báo chí, mỹ thuật, nghệ thuật hoặc thần học, và những cái hoặc thương mại và những nghề hoặc những nghề liên quan đến bệnh viện hay y dược. Người này lập gia đình trễ thì tốt hơn, nếu lập sớm thì sẽ không được tốt cho lắm và cảm thấy mình cô đơn, bởi vì có cô thần quả tú ở trong cái tam hợp mệnh. Người vợ sau này rất là hiền, biết điều, có học hành giỏi và rất là hạp. Nếu lớn nữa là gia đình trễ, đại hạn 35 trở ra đó, hãy cẩn thận và coi chừng khi tiếp xúc với những người phái nữ đó, thì gia đình dễ bị xáo trộn lắm. Cái người thứ tư là Nhàn Vũ. Cái người này tuổi Ất Hợi, hỏa mạng giờ Tuất, cung mệnh an tại Tý, có phá quân, thiếu dương, thiên không, đại hao, đào hoa văn khúc và một số trung tinh khác. Cung an thân tại cung tài là thân cư tài, có thất sát thiên đức, phúc đức, thiên phúc, thiên việt, linh tinh và một số phụ tinh khác. Này gặp tuần, đây là con người có tư tưởng khôn ngoan, thủ đoạn, hiếu thắng, ương ngạnh, ngang tàng, tự đắc, coi thường đối phương. Cho nên đôi khi có những cái sự suy nghĩ táo bạo, liều lĩnh để lấn át những người khác, để rồi mang tiếng là không được tốt lắm. Nhưng hành động thì lại có suy xét lại, biết có nhân quả, nên không đến nỗi nặng tay như lúc suy nghĩ. Bởi vì cái cung thân này nó có bốn chữ thiên tại cung an thân. Nếu mà đương sự mà biết tự chế lại cái suy nghĩ để mà hành động đó, thì còn giữ được cái sự giao tiếp tốt.
người này mạng hỏa, nhưng tam giáp mệnh tài quan không có chính tinh nào mà đồng hành hay tương sinh cho bản mạng. Mệnh hỏa an tại cung, cung Tý là cung thủy, thân an tại cung thân là cung kim, có liêm trinh ở cung thiên di thuộc hỏa. Liêm trinh này không thể coi là chính tinh mà mình mượn tạm được, bởi vì là đối phương, không phải của mình. Tam hợp thì mới lấy được. Do đó sức khỏe không được dồi dào. Hơn nữa, người mạng hỏa mà cung an thân có tuần nên chỉ có tiếng tâm, dù tiếng tốt hay tiếng xấu. Lá số này tam hợp mệnh tài quan ở thế thân Tý Thìn, nên bản thân được nhiều may mắn hơn nếu so với những cái người cùng lứa tuổi với mình. Mệnh có phá quân hao, song hao thiên không đào hoa, nên thường có cái bản tính là văn nghệ, đam mê một hoặc là đam mê một cái sự ăn chơi nào đó, tiêu tiền thì hóa rất là hoang phí, dễ bị người khác dụ dỗ để làm hao tốn tiền bạc một cách vô ích mà đâm ra bình túng thiếu. Phá quân ở cung mệnh cũng là sao hành thủy, chủ về phu thê, không hợp với người mạng hỏa. Như đã là báo trước tình duyên không được hoàn hảo nếu lập gia đình sớm. Hơn nữa là cung thê lại có vũ cúc, quả tú, lưu hòa, cũng nói lên sự tương khắc giữa hai vợ chồng sẽ đưa đến tình trạng chia ly. Người vợ sau này lại sẽ là người vừa tầm, mặt chữ điền. Nếu mà con nhà mồ côi thì tốt. Cung Phước Đức nói lên trong dòng họ ba đời về trước là những người có khoa bảng, có công danh, nhưng nay hầu như bị ly tán và người người hưởng vợ âm phần của những vị này. Nhưng mà cái dòng họ này mỗi ngày mỗi suy tàn nên phúc đức cũng chẳng được nhiều. Người này lên lập nghiệp ở xa quê hương thì tốt hơn. Còn về chữ đối ở trong tử vi mà người này hỏi thì tôi đã trả lời cho một bài về những chữ đối trong tử vi mà tôi đã giải thích, ví dụ như là mã đầu đới kiếm, một cái bài vài lần trước tôi đã nói rồi, xin quý vị mở cái bài đó ra để đọc thì hiểu. Đại hạn từ 35 trở ra thì hãy cẩn thận và khi tiếp xúc với người mà phải khác phái với mình đó thì dễ gia đình dễ bị xáo trộn lắm. Người thứ năm là Trần Quyết Thắng, trinh Giáp Tý âm lịch, lúc 12:42 trưa. Người này tuổi Giáp Tý, kim mạng, giờ ngọ mệnh thân đồng cung. Tại mùi có thiên cơ long đức, thiên tài, thiên thọ, thiên quan, thiên giải, thiên việt. Có năm chữ thiên cả đấy. Diễn tả người này hiền lành, nhu nhược, an phận, không có muốn tranh đua và đôi khi chấp nhận thua thiệt trong công việc giao tế hàng ngày. Câu hỏi mà người này hỏi trong email câu số 1 đó thì có phần đúng, nhưng chỉ có tiếng nhiều mà thôi, còn thực chất đâu có được, không có được đúng lắm. Hơn nữa đây cũng là đại vận thiên không, nên mọi chuyện lúc đầu tưởng như được thành công, nhưng rốt cuộc đến cuối vận cũng chẳng có gì. Người này nên làm những công việc có tính cách hành chánh, hoặc sử dụng những cái máy móc cơ phận trong hành chánh, kế toán, thống kê hay là về luật học. Cung thiên di mà cứ và tắt mà người này hỏi, thiên di chỉ là đối tác mà mình tiếp xúc hàng ngày để làm việc hay làm ăn với họ thôi. Ở đây đối tác bên ngoài mà mình ở cung thiên di đó thì là những người tốt, nhưng cũng bị chạy tránh khỏi những người này, nó gây lợi dụng và phiền phức cho bản thân. Bởi vì có thiếu dương đà la, địa không địa kiếp hóa kỷ trong tập hợp của cung thiên di. Nếu muốn làm kinh doanh đó thì làm công việc có liên quan đến bằng ăn nói khéo léo của cái miệng, của cái bản thân mình ăn nói, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nếu muốn vươn lên có địa vị cao thì không được lâu đâu. Nhưng người này hỏi có lên cao được không thì lên rồi cũng chẳng giữ được lâu, rồi cũng ở mức trung bình thôi. Người thứ sáu là Công Nguyễn, sinh 15/6/60. Người này sinh ở miền Nam. Người này sinh trước 75 tại miền Nam Việt Nam lúc 11:15 trưa.
thì phải tính là giờ tị, không phải là giờ ngọ. Vì vậy, người này lấy theo giờ ngọ nhưng thắc mắc tại sao lại không được đúng. Tôi đề nghị người này lấy lại theo giờ tị. Cung mệnh an tại cung Sửu và cung Thân an tại cung Thê và đại hạn hiện đang ở cung Ngọ. Đó là cái số người này đưa ra, thì tôi xác định lại là vì trước 75 lên cái giờ là đưa ra không đúng, phải lấy lại giờ khác. Người thứ bảy, Hùng Hứa, sinh ngày 22 tháng 12 năm 98 tại Sài Gòn. Người này tuổi Mậu Dần, mạng Thổ, giờ Hợi. Cung mệnh được an tại Tý, có thiên cơ, trực phù, thiên quan, thiên quý, thiên khôi, hồng loan, hóa kỵ, triệt và một số sao khác. Cung an thân an tại Hợi có Thái Dương, Phúc Đức, Thiên Đức, Diêu Y. Đây là mẫu người có tư tưởng an phận, chịu đựng, nhún nhường, cảm thấy mình cô đơn. Nhưng sau này ra đời làm việc thì sẽ thông minh hơn, khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn, biết suy nghĩ sâu xa, biết tính toán hơn thiệt. Nhưng lại không muốn lấn át người ta vì nghĩ đến cái hậu quả không tốt. Đại vận hiện tại đang ở cung Dần nên mọi sự cũng được nhiều may mắn, được thành công một vài cái mãn nguyện. Tuy nhiên cũng có vài trở ngại khó khăn bởi vì đại hạn này có địa kiếp, nhưng rồi cũng vượt qua hoặc gặp nhiều người gây trở ngại rắc rối, hiểu lầm. Nhưng vì mệnh Thổ gặp bộ tử phù ở cung Dần thì quá tốt, cho nên năm này dù có gặp những sao mà đã nêu trong email thì cũng không đến nỗi tệ như đã hỏi. Nếu người này có phải đi xa thì cũng chỉ ngoài ý muốn mà mình lựa chọn, không phải mình chọn lựa. Tuy nhiên nếu trước đây khoảng 3 năm mà đã có thay đổi hoặc di chuyển rồi thì khó có thể xảy ra ở trong cái năm nay. Nên học về ngành cơ khí, kiến trúc, nghệ thuật, triết học hoặc những nghề có liên quan đến máy móc trong bệnh viện. Người số 8 là Phạm Đức Tuấn, sinh ngày 27 tháng 8 năm 80. Người này không cho biết giờ sinh, nhưng dựa vào yếu tố đã nêu trong email, nếu cung an mệnh trong tam hợp có đủ 3 vòng thái tuế lộc tồn tràng sinh thì đúng là cách đắc tam luân. Đây là lá số của một người danh nhân chính phái có rất nhiều uy tín trong cộng đồng và xã hội. Cung mệnh có tham lang tụ hành thủy, không phải là thủy đới kim mà hành thủy, vì trong email người này có hỏi. Cung thân thì hành kim thì đúng là cách tuyệt sứ phùng sinh. Cung quan lộc có tuần thì không thể làm lãnh tụ hay là đứng đầu một cơ quan nào được, giữ vai trò phụ tá hay là phó hay là gì đó thì người chánh họ lại giao hết cái quyền hành cho mình để quyết định. Cung thê có bộ sao Vũ Cúc Tiên Phủ, điếu khách có triệt thì không thể lập gia đình sớm được, và người vợ có thể có một dòng máu ngoại lai nào đó và gặp nhau bất ngờ. Còn về câu hỏi mà người lại lên hỏi liên quan đến mấy lượng mấy chỉ đó, thì cái câu hỏi này không có liên quan đến tử vi thì chúng tôi không thể có ý kiến gì về cái câu hỏi đó được. Câu số 9 của Triệu Tuấn và hỏi cho cái người Nguyễn Huệ, nữ đó, tên là Nguyễn Huệ đó, sinh ngày 3 tháng 11 năm 93. Đây cũng là một lá số có cách thạch trung ẩn ngọc, nhưng vì nạp âm tuổi Quý Dậu là kim, trong khi sao chính tinh cự môn là thủy nên chỉ hưởng được một phần nào của cách đó thôi, có tiếng mà không có miếng. Thân cư quan lộc ngộ triệt thì chắc chắn được là người này tình duyên không được tốt, trong khi cung phu có sao thiên cơ là hành mộc, lại khắc với nạp âm nên lập gia đình sớm thì sẽ có trục trặc. Người chồng có học thức, có danh giá nhưng hay mắc phải những chuyện tình cảm lăng nhăng. Nếu người này nếu mà có một lần thất bại mà học đã lập gia đình rồi đó thì người thứ hai đến với người này thì tốt hơn. Người thứ 10 là Nguyễn Chi,
Người này sinh vào tháng nhuận là 21 tháng 3 79. Thì đổi sang âm lịch là ngày 24 tháng 2 kỷ mùi. Nhưng người này đã nêu trong email là cho là lá số hợp với ngày 23 tháng 2 kỷ mùi. Với lý do là có một website nào đó đã đổi lại là ngày 23. Đó, cho nên tôi rất tiếc không thể giải đoán câu hỏi mà người này hỏi trong email. Bởi vì có một website nó lại cho cái ngày khác, cho nên tôi rất tiếc không thể trả lời được. Người thứ 11 là Tất Quốc Quyền, sinh ngày 15 tháng 6 năm 84. Người này nhìn thì có vẻ dữ dằn khó khăn, nhưng thật ra là bản tính rất hiền hòa, biết chịu đựng, biết nhường nhịn. Mà khi làm việc thì rất là khôn ngoan, biết tính toán. Nhưng mà bị tính toán quá nên thành công không được nhiều cho lắm. Bây giờ đại hạn đang ở cung sử có thiên phủ, thiên không. Mọi sự làm ăn buôn bán không được thuận lợi cho lắm. Ít nhất phải chờ sang đại hạn ở cung dần thì cũng tạm ổn được phần nào. Không nên đầu tư nhiều vì coi chừng bị mất mát. Phải chờ từ đại hạn 46 trở ra thì có nhiều thuận lợi cho đến hết 65. Tuy nhiên phải chấp nhận nhiều vất vả chịu đựng. Và đừng tính toán quá đáng thì mới hưởng thụ lâu dài. Bởi vì ở cung mệnh có sao thiên tài và thiên thọ ở cung an thân. Số 12, Trần Thị Vân Anh, người nữ, sinh ngày 13 tháng 4 năm 94. Người này tuổi Giáp Tuất, hỏa mạng, nhưng không có câu hỏi nào cụ thể, mà chỉ nói một cách tổng quát. Nhưng thời gian lại không cho phép, bởi vì thời gian còn tôi còn rất nhiều người. Nên tôi chỉ kết luận cái đa số người này về rất tốt về vật chất, còn về công phu thì sẽ không dễ dàng và phải có đổ vỡ và chia ly. Học hành người này học rất là giỏi, có khiếu về văn chương và làm công việc có liên quan đến hành chính văn phòng hơn là kỹ thuật. Người số 13 là người sinh ngày mùng 3 tháng 2 71 vào lúc 5 giờ 15 phút. Người này hỏi và đặt đưa câu hỏi mà lại không có nêu giới tính. Thế ra tôi không thể trả lời được. Và hơn nữa tôi không thể coi ghi vào lá số được, vì người này hỏi hầu như là muốn hỏi coi tử vi trọn đời. 14 là Nguyễn Minh Tân, là người nam đó, sinh ngày 11 tháng 6 91 âm lịch lúc 18 giờ 30. Người này trong tam hợp mệnh tài quan đó, hầu như không có chính tinh nào mà lại mang hành thổ, bởi vì nạp âm là của tuổi là tuổi nạp âm ở thổ, chỉ có một thất sát ở ngọ và hành kim ở thế sinh xuất, nên vất vả về công danh, sẽ có nhiều tiếng tăm nhưng thực chất chẳng là bao, bởi vì có địa không ở cung mệnh ở tam hợp mệnh tài quan và có thiên không ở thế tam hợp với cung an thân, tức là mệnh tam hợp mệnh thì địa không và tam hợp thân thì có thiên không mà lại là mệnh kim nữa, cho nên chỉ có tiếng mà không có miếng. À, cái sao thất sát là kim, cho nên trong kim mệnh là mệnh thổ. Lá số Đà La, con sao Đà La đó thì được an tại cung Tuất, bởi vì phải an theo chiều nghịch của tuổi âm. Quý vị an Đà La hay Bình Dương, quý vị phải để ý. Quý vị để ý âm nam hay dương nữ thì phải an theo chiều âm nam, chiều nghịch, chứ không thể nào nói mà cứ theo cứ tiền kình hậu đà. Nhưng mà kình dương, nếu mà tuổi âm thì kình dương nó đi từ dần qua tí, từ dần cho đến sửu tí, thì lực sĩ thì nó phải đứng thì đi theo cái chiều của các con sao lộc tồn đó, thì quý vị mình phải thấy rằng nó nếu đi ngược thì kình dương phải đi theo, lúc nào cũng phải đi kèm với lực sĩ, thì đằng sau là Đà La, chứ không phải rằng là cứ Đà La tiền kình hậu đà rồi cái đi ngược qua ngược lại, không phải. Quý vị cứ an theo đúng âm nam chương nữ thì nó là như vậy. Cho nên đó, ở cái cung Đà La này được an tại cung Tuất, an theo trường nghịch của tuổi âm có lộc tồn tài dậu. Vì vậy cung Tuất ở thế thiên la địa võng, nhưng mà may á là tuần ở nên đa võng bị phá, cho nên không sao hết. Cho nên bây giờ cái
quý vị cứ nhớ là cái tiền kình hậu đà lúc nào kình dương cũng phải đi với lực sĩ, không có cái chuyện mà bảo là kình lực sĩ đi với Đà La, quý vị cứ nhớ như vậy, cứ an sao âm nam dương nữ, cái đó rất nhiều người hỏi. Còn từ người thứ 15 là anh Phạm, người nữ, sinh ngày 10 tháng 3 năm 88. Người này hỏi sao tuần có sự ảnh hưởng thế nào đối với cung phu. Cung phu này có hai con sao chính tinh, Liêm Trinh và Thiên Phủ, vị tuần nên phải có trục trặc, có đổ vỡ. Mà người mình mong muốn đến thì hơi trễ, nhưng mà phải ở phương xa và có dòng máu ngoại lai, sẽ có người đàn ông nào giúp đỡ trong công việc tài chính sau này đến lúc mình làm việc, và người này có thể là một người chồng mà sẽ gặp ở phương xa nào đó. Còn phúc đức thì quá tốt, trong họ có nhiều người danh chức nhưng sống không được gần nhau, mà mỗi ngày sống xa quê hương thì tốt hơn. Đó là có 15 câu trả lời trong phần này. Cảm ơn Tử Vi Gia Lê Đức. Hồi nãy Hương Nhan có xin mấy phút cuối hỏi về ông Donald Trump và bà Hillary, nhưng mà trước khi hỏi câu hỏi này thì tuần trước có một câu hỏi từ một vị quý khán giả đã xem cái chương trình lần trước của anh, khi mà mình nói về màu sắc đó anh. Thì vị này nói là nếu một người mà biết là có một người vấn đề, người này đặt ra vấn đề, chứ không phải là có một người đặt ra vấn đề, là nếu người đó sẽ phải chết vì hạn bất khả kháng, vì tai nạn xe cộ, thì vậy màu xe có giải cứu được gì không? Kỳ trước tôi đã nói một lần với màu sắc thì hình như là sau đó cô có trả lời là đó không phải là yếu tố quyết định. Dạ đúng, Hương Nhân vẫn nhớ. Thì cái màu sắc này đó, nó chỉ giúp người ta gia giảm phải không? Nó chỉ gia giảm thôi, nó có sự mà giảm khinh, nó đúng đấy. Dạ giảm khinh. Thành ra thay vì chết tai nạn vì xe, mà người này đã biết có người nào coi số người này chết vì tai nạn vì xe, thì giờ nếu bảo họ đi đúng cái màu của họ, họ có chết hay không, thì cái vấn đề là cũng cái nếu mà cái phần số thì phải chịu thôi, nhưng mà nếu mà mình có cái màu sắc của mình thì nó cũng cho mình chết nó an toàn hơn, hay là thế nào đó nó nhẹ hơn, chứ không có phải là tan xác hay là cái kia. Cho nên đó, cái này nó chỉ là giúp cho quý vị một phần nào cái nho nhỏ để làm mà mình lúc mà mình làm việc nó thuận lợi, cái màu sắc của mình, xe cộ như mình đi xe thì mình kiếm cái màu của mình, thì ví dụ có mình có tai nạn thì mình được bồi thường xứng đáng, còn nếu mình đi xe không có đúng màu thì đôi khi á mình không được bồi thường xứng đáng, ví dụ chẳng hạn vậy đó. Ngay bản thân tôi, mới lần mà tôi là kỳ trước tôi nói rồi, tôi cũng ráng hồi đó đâu có tin đâu, cứ đi xe cứ bị hồi rẻ, đâu có tin số, cứ đi cái xe mà nó ngược cái mình không à. Nhưng bảo số nào mà có chuyện có màu sắc, rồi cứ đổi xe mà không đúng màu là lãnh, là xe đã từ bị đụng là dục đi không à. Đừng có nói đâu, ngay tại xứ Mỹ này tôi đã đánh 5 lần bị đụng xe, chứ phải không đâu. Mà những cái xe nào mà hồi đó thì nó bán rẻ, mình mới qua Mỹ đâu có tiền, chứ cái mua cái màu họ kệ nó bán rẻ thì mua đại đi, màu nó không giống với mình. Như tôi, ví dụ cho tôi mạng thủy đi, mà mình thấy màu đỏ mình mua, hay là màu trắng mình mua, thế cái khổ nỗi á, mà xe nào đã bị đụng rồi là xe dục thùng rác, không cách nào sửa được hết. Thế mà cái lúc mà tôi mua thấy cái xe theo đúng cái nó thuận với hàng can, hàng thiên can và nạp âm, cái xe tôi đi gần 30 năm chưa biết nằm đường là gì. Đến nỗi bà con tôi đã bảo tôi bố chục cái xe đi, mà cái xe tôi đang chạy không biết nằm đường, mà không biết hư, mà không có một giọt nhớt đổ xuống mặt đường nữa, lúc nào cũng sạch, làm sao mà đổi, mà con cái nó không chịu, nó cũ rồi ơi. Dạ. Trong cái chương trình lần trước thì Hương Giang cũng đưa vấn đề đề này lên, tức là từ cái câu chuyện cá nhân của Hương Giang. Dạ. Khi mà cái xe của Hương Giang mới mua là cũng bị đụng hoài. Và Hương Giang hy vọng là cái câu trả lời của Tử Vi Gia Lê Đức đã giải đáp phần nào cái câu hỏi của vị khán thính giả này, bởi vì cái màu sắc thì nó chỉ có gia giảm, hay nói về bên hình sự là giảm khinh. Bây giờ những phút cuối cùng,
Tử Vi Lê Đức có biết là trong cái thời gian vừa qua, cách đây nhà nhớ không chính xác, có lẽ là hơn một tuần hay là hai tuần gì đó, thì trên báo calitoday.com của chúng tôi có đăng bài của một vị cộng tác viên viết về hai cái lá số tử vi của ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Thưa quý vị, nếu quý vị nào ở Việt Nam thì có lẽ là quý vị không có được chứng kiến là cái mùa tranh cử này nó sôi động và nó căng thẳng cho đến như thế nào đâu quý vị. Và giữa hai bên hiện nay chỉ còn cái khoảng thời gian chưa tới 3 tháng nữa, nhưng mà cái việc tranh đua nó rất là gắt gao. Và cái bài của vị cộng tác viên này cũng nói rất là rõ là chỉ để cho vui mà thôi, chứ không có phải là đúng sai. Thì anh Đức có đọc bài đó không ạ? Thì trong thời gian tôi bị bệnh ở nhà, tình cờ có đọc được cái bài đó. Thì không biết là cái tác giả bài này cho hai cái ngày giờ năm sinh của hai vị mà đã ứng cử đó. Mình cứ dựa vào đó đi, tại vì thực ra bây giờ cũng không có biết là hai ứng cử viên này cái ngày tháng năm sinh có thể kiếm được. Hương Giang có thể kiếm một cách rất là dễ dàng, nhưng mà giờ sinh thì chắc chắn là không có rồi. Cho nên là bây giờ cứ dựa vào đó đi. Thì Tử Vi Lê Đức, anh theo cái nhận định của anh Lê Đức như thế nào, nhận định cá nhân thôi. Thì theo cái lá số là hai người đó, bà Clinton đó là tuổi Hợi, tuổi Đinh Hợi, mà ông Trump đó là tuổi Bính Tuất. Đó. Thì bây giờ mà nếu lấy từ Tử Vi hai cái lá số đó, thì ông Donald Trump đó là ông đó là tuổi Hợi, mệnh đóng ở Sửu, tức là ông thấy âm dương. Đó, mà cái thân của ông là thân Cư Thê, là đóng ở Hợi, và trong cái mệnh là Tuất, tức là ông đã là cái mệnh là âm dương sửu bùi thân để đóng ở thế tiêu dương có thiên công ở đó. Thì bà Clinton theo cái lá số cũng dựa theo yếu tố mà báo đó đưa ra đó, thì bà đó là mệnh đóng ở Ngọ có thiên cơ đó, mà thân của bà thân Cơ Tài. Mà thì bây giờ đó mình thấy hai cái lá số này đó, bà bị bái là tuổi Hợi đóng thiên cơ, tức là đóng ở thế lùi, đóng thế Long Đức. Thì bây giờ tôi thấy hai người không người nào mà xứng đáng hết. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai cái lá số người nào chọi hơn đó, thì bà Clinton có chọi hơn. Tại vì quý vị cứ đọc cái bài âm dương sửu mùi tôi đã nói rồi, khi mà người nào mà đóng âm dương sửu mùi, công danh của họ không cách nào mà họ bền vững được hết, cứ trôi nổi. Mà cái nghề mà âm dương sửu mùi là chỉ có là hành nghề tự do là tốt nhất. Thì ông Trump hành nghề tự do, ông đâu có bị chi phối bởi ai đâu. Ông build cái công ty của ông điều khiển đấy, con cháu điều khiển lấy, thì ra ông có thể thành công. Nhưng mà bà Clinton thì sao, bà không có bị cái cảnh âm dương đó. Bà có con thiên cơ là rất quyền biến, mà cái đại vận bà đang ở công tý, công thiên di, mà bà có con cự môn, thì ít nhiều nó cũng có tính cách thạch trung ẩn ngọc. Mà bà được con thái dương ở công thần là có sao sao hỏa, nó phò cho bà ấy, nó bái mạng thổ để hỏa trên thổ, thì tương đối đó, có thể được. Nhưng mà bây giờ đó, dù ai đi đắc cử, cái cung tài và hai người đi vào cái hạn thiên công thì bảo đảm cái nền tài chính này cũng chưa khá được đâu. Cảm ơn Tử Vi Lê Đức. Đây là nhận định riêng của Tử Vi Lê Đức, và Hương Giang là người theo dõi mà bầu cử sát sao mỗi ngày. Đến ngày 8 tháng 11, sau khi mà có kết quả thì chắc chắn Hương Giang sẽ gọi cho anh Lê Đức đầu tiên. Dạ thưa quý vị, giờ thời gian của chúng tôi đã hết rồi, và Hương Giang rất là cảm ơn quý vị vẫn theo dõi và vẫn ủng hộ và vẫn có những tranh luận ở trên mạng thưa quý vị. Nhưng mà Hương Giang nhắc là thưa quý vị, khi mà quý vị tranh luận thì quý vị nên tranh luận như thế nào anh ha? Có văn hóa, tức là chúng ta tôn trọng ý kiến của nhau. Như vậy thì cái chương trình nó mới hấp dẫn hơn, và như vậy thì chương trình nó mới có, chúng tôi mới có động lực làm tiếp chương trình. Thưa quý vị, một lần nữa Hương Giang rất là cảm ơn quý vị. Hương Giang xin chào Tử Vi Lê Đức. Chào Hương Giang. Và Hương Giang xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và một lần nữa tôi Đức Lê xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.